Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong video ngày 9 tháng 5 năm 2024. Kính thưa quý vị, hiện tại thì chúng ta đang có mặt trên con đường Nguyễn Hữu Thọ thuộc quận 7 Sài Gòn. Theo hướng này thì chúng ta đi về bên chỗ ngã tư đường Nguyễn Thị Thập và đường Nguyễn Hữu Thọ quý vị. Đi thẳng luôn là chúng ta đi qua cầu Kinh Tẻ đi về bên quận 4. Và để bắt đầu video trong ngày hôm nay, Tường Vũ Channel xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn hạnh phúc bình an. Kính chúc quý vị có những ngày nghỉ sắp tới thật là hạnh phúc và vui vẻ bên gia đình. Trong ngày hôm nay thì Tường Vũ Channel mời quý vị và các bạn chúng ta cập nhật tình hình ở tại xóm nhà giàu, xóm Triệu Đô hay còn gọi là xóm của những đại gia mà khét tiếng ở tại Sài Gòn. Nhắc đến quận 7 Sài Gòn thì ai cũng nghĩ rằng nơi đây là tập trung rất là nhiều người giàu và rất là nhiều người có sở hữu hàng loạt tài sản bất động sản ở tại đây. Phía bên tay trái màn hình của chúng ta đó là một loạt căn hộ ở tại ngã tư của đường Nguyễn Thị Thập và đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, tòa nhà Sunrise City. Phải nói quận 7 Sài Gòn của chúng ta thì đã đổi mới rất nhiều. 15 năm trước thì ở tại quận 7 chưa có thay đổi nhiều như ngày hôm nay. Và phải nói thời gian trôi qua chúng ta thấy rằng quận 7 lột xác hoàn toàn. Rất nhiều cô chú anh chị và các bạn sinh sống bên nước ngoài trước đây và bây giờ trở về Sài Gòn đến quận 7 dường như không thể nào nhận ra được quý vị. Thay đổi rất nhiều. Và đặc biệt là Phú Mỹ Hưng nổi tiếng là dân nhà giàu xóm Triệu Đô, biệt thự villa xe hơi hạng siêu sang ở tại quận 7 Sài Gòn này. Các căn hộ chung cư Sunrise City. Phải nói rằng quận 7 của chúng ta thì sau khi mà những căn hộ cao cấp chung cư mọc lên sừng sững thì đã làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của quận 7 trước đây. Chúng ta biết rằng thị trường bất động sản vẫn đang ở một cái giai đoạn là chưa phải là hồi sinh. Thị trường bất động sản hiện nay mua bán hoặc là tìm khách hàng rất là khó luôn quý vị. Rất là khó tìm khách hàng đến mua. Đặc biệt là các cái phân khúc về bất động sản ở cái mức tầm trung là dưới 4 tỷ một căn rất là khó tìm và phải nói cực kỳ hiếm hoi, vẫn đắm chìm trong cái nỗi khó khăn của người có nhu cầu thực sự. Chúng ta biết rằng là thị trường bất động sản vẫn đang tồn tại một cái dòng sản phẩm đóng băng từ năm này sang năm khác. Rất là nhiều căn hộ chung cư của nhiều chủ đầu tư đã bán cho khách và bây giờ thì phải nói thật sự rất là khó để mà khách người ta bán lại được anh chị. Mặc dù giảm giá về đúng giá vốn luôn. Trước đây mua 4 tỷ 9 giờ bán 4 tỷ 9 hoặc là bán lỗ 4 tỷ 8 luôn cũng không ai mua. Và đặc biệt là đất nền, nhà phố, chung cư ở những cái phân khúc mà phải nói là tầm trung thôi anh chị, cực kỳ khó tìm. Cho nên chúng ta biết rằng thị trường bất động sản vẫn đang tồn tại khó khăn rất nhiều. Chúng ta đang có mặt ở xóm nhà giàu này. Đây là xóm nhà giàu ở tại quận 7 đó anh chị. Hàng loạt căn nhà bỏ trống cho thuê đóng cửa cũng chỉ vì kinh doanh ế ẩm và cái giá cho thuê thì nó quá cao đi. Phải nói giá cho thuê ở tại quận 7 Sài Gòn là cả 100 triệu, 200 triệu.
Chúng ta đang có mặt trên cung đường Nguyễn Thị Thập anh chị. Trên cung đường Nguyễn Thị Thập quận 7 này, nếu như những cái mặt bằng căn nhà mà có diện tích là khoảng 8 mét bề ngang và chiều dài là khoảng tầm 20 mét đó, thì phải nói rằng là giá cho thuê là trên 100 triệu. 100 đến 140 triệu một tháng luôn quý vị. Thời hạn cho thuê là phải dài hạn nè. Cực kỳ mắc luôn. Phải nói cực kỳ mắc. Thậm chí có những căn nhà có diện tích rất tốt ở trên con đường Nguyễn Thị Thập này, và cái giá cho thuê thì phải nói có thể dao động từ 150 triệu cho đến 180 triệu đồng luôn anh chị. Tất nhiên thì căn nhà đó nó phải tuyệt vời, rộng, diện tích là khoảng 400 mét vuông đó, bán nhà bán đất tựa lơ luôn này anh chị, bán đất nè. Thì nó chưa bao giờ mà chúng ta đi sang quận 7, xóm nhà giàu triệu đô, có thể nói là xóm giàu khét tiếng ở Sài Gòn. Nhắc đến quận 7, quận 2 thì ai cũng biết là xóm giàu mới nổi sau này. Bây giờ là phải nói căng các cái bằng rồn bán đất, cho thuê đất sang nhượng đất. Từ lưa luôn quý vị. Năm nay kinh tế nó quá khó khăn đây, buôn bán chịu không nổi. Nhiều người dự đoán rằng thị trường bất động sản thật sự nó rất là khó khởi sắc trong năm 2024 này. Đó quý vị thấy không, bán đất bán đất. Với những vị trí đẹp như thế này thì tiền đâu mà mua cho nổi. Với kinh doanh đất đai bất động sản thì người ta cũng đang rất là vui mừng khi mà lực kinh doanh bất động sản, lực nhà đất, nhà ở đó, bán đất bán nhà tựa lưa luôn này quý vị thấy không. Nhà giàu ăn ngủ không ngon là vậy đó quý vị, có nhà cho thuê cũng không được, có đất rao bán hàng năm cũng không ai mua, cho nên người ta nói nhà giàu ăn ngủ không ngon là vậy. Rất nhiều chủ của những căn hộ liền kề, rất nhiều chủ của những miếng đất, người ta đã đẩy lên sàn giao dịch bất động sản để mà chạy quảng cáo, nhưng mà vẫn không thể nào tìm được khách hàng đến mua anh chị. Quá khó khăn đi. Đó, cho thuê nguyên căn nhà luôn cô chú anh chị các bạn. Chưa bao giờ mà chúng ta thấy xóm nhà giàu khét tiếng triệu đô ở tại quận 7 Sài Gòn lại rơi vào một cái cảnh tượng như thế này. Quá khó khăn. Có nhà mà cho thuê cũng không ai thèm mướn rồi thôi chứ. Chịu không nổi luôn không quý vị. Và kính thưa quý vị, với tình hình thị trường bất động sản đóng băng như hiện nay, và với tình hình giá vàng ở Việt Nam của chúng ta phải nói tăng liên tục và không thể nào cản nổi, không thể nào kéo nổi giá vàng rơi xuống anh chị, và thậm chí nó còn tăng lên 90 triệu đồng trên một lượng trong thời gian tới. Như vậy thì hiện nay người ta đặt một câu hỏi là chúng ta nên chọn mua vàng hay là chọn mua bất động sản đây. Trong thời điểm hiện nay thì chọn vàng hay bất động sản, đây là một trong những cái câu hỏi
mà khiến cho chúng ta phải cân nhắc rất nhiều của những nhà đầu tư ở ngay thời điểm hiện tại, quý vị, ngay cái thời điểm tháng 5 này luôn. Vì vậy cái việc mà lựa chọn giữa hai cái danh mục mà để chúng ta quyết định đầu tư, đó, đắt quá trời luôn nè anh chị. Rao bán tự lừa đây. Cho nên hiện nay thì chúng ta cũng đang cân nhắc là cái việc mà, cho nên cái việc mà chúng ta phải đòi hỏi có sự cân nhắc một cách kỹ lưỡng nhất trong giai đoạn hiện nay. Chúng ta chọn vàng hay là chọn bất động sản? Bởi vì ai cũng quan tâm đến cái nhu cầu thực tế nhất, tích lũy hay đầu tư. Đó, bán đất anh chị, thấy không? Bán nhà, bán đất, cho thuê nhà, thừa lưa. Chúng ta biết rằng là trước đây khi mà bất động sản rơi vào một cái khoảng thời gian ảm đạm, đóng băng, tê liệt, thì vàng lại sôi sục, và sôi sục mãi cho đến ngày hôm nay luôn quý vị. Giá vàng thì liên tục lật đổ mọi kỷ lục. Tuy nhiên với cái sự mà trợ lực từ chính sách bất động sản hiện nay, chẳng hạn như ngân hàng cho vay để đầu tư bất động sản cũng đang rất là thấp đối với cái mức lãi suất. Và như quý vị biết, chúng ta đang có mặt ở trong xóm nhà giàu. Đây là có thể gọi xóm nhà giàu đó anh chị. Nhà đẹp không à? Xe hơi siêu sang, toàn là Mercedes, Audi. Thứ dữ không anh chị? Đó, nhà toàn biệt thự đẹp không à? Chúng ta biết rằng mặc dù kinh tế thì đang khó khăn, nhưng mà nhiều chuyên gia kinh tế người ta cũng dự báo nền kinh tế có thể được vực dậy và sẽ phục hồi trong năm 2024 này. Cho nên tất cả các kênh mà đầu tư bất động sản hoặc là vàng hay chứng khoán vẫn là những cái kênh mà đầu tư có sự biến động mạnh trong những tháng còn lại của năm 2024. Và người ta vẫn hy vọng vào thị trường bất động sản nó sẽ có một dấu hiệu khởi sắc hơn. Cho nên chúng ta biết rằng quý 2, quý 3 năm 2024 này, vàng vẫn là cái kênh mà được nhiều nhà đầu tư có thể xem xét để mà lựa chọn thay vì chúng ta lựa chọn bất động sản. Và theo như mình nghĩ nha, theo cá nhân mình nghĩ đó, thì dù sao vàng nó vẫn là cái kênh đầu tư có lẽ là an toàn. Và chúng ta cũng không nên lướt sóng đầu tư vàng trong thời điểm hiện nay. Tất nhiên thì đầu tư bất động sản chúng ta sẽ tính theo cái diện là đầu tư theo dài hạn anh chị, chứ không phải lướt sóng được. Lướt sóng thì cái thời trước kia, cái 5-7 năm trước kia thì phải nói đầu tư bất động sản lướt sóng sẽ có lời vô cùng, và nhiều người trở thành triệu phú, giàu có sung sướng cũng chỉ vì đầu tư vào thị trường bất động sản. Nhưng bây giờ cực kỳ khó luôn, rất là khó luôn anh chị. Tất nhiên thì khi mà chúng ta giao dịch bất động sản, nó sẽ có những cái lợi nhuận rất là lớn luôn. Lợi nhuận sẽ rất cao. Cho nên hiện nay thì nhiều người cũng đặt câu hỏi rằng là
nên chăng chọn vàng hay bất động sản để mà xuống tiền? Thì cái này tùy theo mỗi anh chị thôi. Chứ thật sự cũng rất là khó đoán luôn anh chị. Thị trường diễn biến bất động sản nó cũng khó lường. Và chắc chắn thì thị trường bất động sản sẽ không bao giờ giảm giá đâu. Chắc chắn là như vậy luôn cô chú anh chị các bạn. Thị trường bất động sản sẽ không bao giờ giảm giá. Trong cái quý 3 năm 2024 sắp tới đây thì theo như dự báo sẽ có nhiều khách đi săn mua đất nền và mua các cái căn nhà liền kề rất nhiều. Đó anh chị thấy không? Cho thuê nhà nguyên căn nè. Cho thuê nhà chính chủ nè. Ta không thể nghĩ rằng, cũng không thể tưởng tượng ra cái năm này nó là tàn phá một cách khủng khiếp. Cho nên chúng ta hy vọng cái luật đất đai năm 2024 được sớm đi vào cuộc sống, tức là sẽ có hiệu lực, thì nó sẽ tác động những cái điều tích cực hơn đối với thị trường bất động sản hiện nay. Và dĩ nhiên là luật đất đai sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sắp tới đây. Tín hiệu cực vui cho những nhà đầu tư và đặc biệt là cô chú Việt kiều bên nước ngoài sẽ có nhiều cơ hội để mà sở hữu bất động sản đất đai ở tại Việt Nam. Tất cả những cái quyền lợi tương tự như người công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam mà thôi. Chưa bao giờ mà chúng ta thấy ở tại quận 7 Sài Gòn nó lại thê thảm như hiện nay. Ở bên Phú Mỹ Hưng thì hôm trước Tường Vũ Channel cũng đã có cập nhật một vài cái video clip ở tại Phú Mỹ Hưng rồi. Chúng ta thấy là phải nói vài chục cái mặt bằng lớn đẹp ở tại con đường Nguyễn Văn Linh đóng cửa, bỏ hàng loạt, bỏ trống hàng loạt và không thể nào tìm được khách đến thuê luôn cô chú anh chị các bạn. Đau khổ như vậy đó. Cho nên mình nói là nhà giàu cũng khóc là vậy. Và anh chị biết là mới đây nhất là hàng loạt ông lớn trong thị trường bất động sản đã bị thanh tra phát hiện nợ khủng khiếp luôn. Đó là thông tin của Bộ Tài chính vừa có một cái báo cáo về cái việc mà thanh tra, thì trong đó là thanh tra tới 19 doanh nghiệp yêu cầu xử lý tài chính, bao gồm rất là nhiều công ty hàng đầu, ông lớn trong ngành bất động sản đang nợ thuế rất nhiều luôn anh chị. Đó, cái điều quan trọng nhất hiện nay đó là chúng ta quan tâm về cái việc mà định giá đất. Giá đất, giá nhà nó phải rõ ràng, minh bạch và nó phải đúng với cái giá trị thực của nó anh chị. Trước đây chúng ta biết là ngay cả mua bán đất, cho thuê nhà, bán đất, giá là toàn thổi lên cao không.
Cho nên cái điều mà chúng ta quan tâm nhất hiện nay đối với thị trường bất động sản đó là chúng ta phải đảm bảo một cách rõ ràng, giấy tờ phải đơn giản cho người dân và cực kỳ mạch lạc. Chủ yếu là chúng ta phải bảo vệ được cái người mà người ta có nhu cầu để mua thật sự. Chứ còn trước đây chúng ta thấy rằng là toàn là nhà cửa tự thổi giá lên cao đó, cho thuê nhà nguyên căn luôn quý vị, tòa nhà quá đẹp luôn, quá đẹp, giờ phải căng cái băng rôn thật to cho thuê nguyên căn nhà. Với những căn nhà đẹp như thế này, vị trí cực kỳ đẹp như thế này thì làm sao mà ai đầu tư một cái ngành gì có thể thuê nổi căn nhà đó. Phải nói công nhận một điều là sau khi mà chúng ta chịu ảnh hưởng rất là nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 đã tàn phá nền kinh tế của Việt Nam nói riêng và toàn thế giới nói chung, cho đến ngày hôm nay thì chúng ta vẫn chưa thế nào và khôi phục mạnh mẽ như lúc trước kia. Việt Nam của chúng ta thì hiện nay tính toàn quốc luôn thì có tới 1.376 doanh nghiệp bất động sản đăng ký thành lập mới, nghĩa là bằng 98,7% so với năm 2023. Và chúng ta cũng biết rằng cái số lượng và doanh nghiệp bất động sản hoàn tất giải thể là 410 doanh nghiệp, có nghĩa là doanh nghiệp đăng ký mới bất động sản cũng có nhưng mà doanh nghiệp phá sản cũng có luôn anh chị. Và hiện nay thì nhân viên môi giới trong ngành bất động sản họ cũng bắt đầu rục rịch quay trở lại với cái nghề trước đây. Chứ còn trong năm 2023 thì phải nói hàng loạt nhân viên môi giới bất động sản họ chuyển ngành nghề khác. Và bây giờ thì họ có những dấu hiệu là quay trở lại. Chúng ta cũng hy vọng vào quý 3 và quý 4 năm 2024 thì thị trường bất động sản sẽ có những cái sự khởi sắc mới hơn. Đặc biệt các dự án về đất nền, nhà phố, biệt thự, căn hộ, mặt bằng sẽ có nhiều sự quan tâm hơn. Và giao dịch, giá bán sẽ tốt hơn ở cả thị trường trung bình, cao cấp. Nói chung là chúng ta có nhiều phân khúc để chúng ta đánh mạnh vào người dân, là bởi vì người dân họ có nguồn thu nhập rất thấp cho nên họ rất khó để mà chọn lựa những căn nhà vừa cái mức thu nhập để họ sở hữu được anh chị, khó lắm. Dự báo là vào cuối năm nay, cuối năm 2024, thị trường bất động sản sẽ có dấu hiệu khởi sắc. Và dĩ nhiên hiện nay chúng ta bắt đầu thấy dần dần đây có những cái diễn biến tích cực hơn đây trong cái hoạt động giao dịch bất động sản hoạt động trở lại. Và như vậy có lẽ những hình ảnh này cũng đã khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.